Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay trên sân vận động Đẫy sẽ diễn ra trận chung kết cúp quốc gia giữa câu lạc bộ Hà Nội và Top Play Bình Định, đội bóng duy nhất đã đánh bại được câu lạc bộ Hà Nội trên sân hàng đấy ở mùa giải V-League năm nay. Đánh đầu và xâm nhập tốt, lớn tố thiếu chính xác một chút rồi. Xuân Nam, Andrew, và đây là cú sút thứ hai. Xem câu trả lời xác đáng từ các cầu thủ Top Play Bình Định. Một quả tạt bóng, đánh đầu và căng mặt rất nhanh của Đạp Sơn. Tin được không? Đó là một bàn thắng của sự khẳng định khi mà Hà Nội đã tiến gần hơn bao giờ hết tới cú đúp quân đội của họ. Một mùa giải mà họ tiếp tục thống trị bóng đá quân đội với hai chức vô địch V-League 2022 và chức vô địch Cúp Quốc gia.